tại vì xưa nó hay cũng cái điều mà nhân của nó thì cũng khổ, anh nhìn được phải chịu cha tôn giáo cứ tôn giáo của họ. Cái hôm đầu tiên cháu mới lại đó cha, cái đứng ở ra đang đứng ở chỗ phi trường làm thủ tục á, cái kia ông vô hai tay lên trời, ông á, ông lại cho hết không biết. Cái sau quen chút, quen thì siêu thị á, cái cũng thấy đang mua bán à. Tự nhiên có một ông cũng chạy ra rồi biết ông đang lễ, cái ông mặc nhiên nó là làm gì đón khách dạ không, họ lễ tới cái giờ của họ là họ lễ tới Na Lan họ như như là không nên cũng vậy dạ cứ thế là dạ chứ mình không phải là một cái với mình dạ mình thì mình tới chùa ấy là mình lấy lễ lễ mà còn cái kia là họ có mấy cảnh xưa thì nó đẹp rồi nó cũng phụ thuộc vào cái đồng nhà.